Có là Liên không? Đâu? Đây nè. Trời ơi trời, hôm gậy á là em thức sáng liền không luôn á, không Gì ngủ hả? được luôn. Kỳ cục muốn chết luôn Bị vậy mất á. ngủ là chỉ sử dụng cái lá này là ngủ là ngon nhất thôi. Thứ Vậy nhất là ha. lá này, còn hai thứ hai là lá đinh lăng. À, đinh lăng bây giờ chết À chân rồi, bây giờ còn lá này nè, sử dụng lá được nè. mà lá này lá gì ta? Em thấy cái cỏ hình như ở ngoài nó có mọc nè. Cỏ nào, cái này gì mà cỏ, cái này mà cỏ gì, cái này cây thuốc. À, nhưng mà À. cái thuốc gì vậy? Đại đình thấy biết cái cây này cây gì không? Đó, cái lá nè, cái lá tròn tròn nè. Cái lá này biết giống cái lá gì mà Em đi ngoài ở trên đường lá nhiều nó lắm mọc á, thì là cái đó đó. dạng dây. Đây là À, cái lá cây dông nem. Cây này là cái em cây. cây dông nem hả? Cái cây À. này để làm gì ta? Cái anh biết người ta gói nem không? À vậy hả, em tưởng Hả? là đủ đủ dông chứ. Trời tào lao hơn nữa đó. Đây là cái lá dông nem là chuyên trị mất ngủ luôn. Ai mà ngủ mà không được mà cứ tối ban đêm mà giật mình hoài vậy đó thì sử dụng lá này nè. Cứ nhắm mắt lại vậy là nói chung là trong đầu không có híp con mắt được. Đúng rồi Nó đó. khó ngủ lắm kìa, Mẹ anh kỳ lắm. cho yêu cầu mà ai mà gục gẹt cục cịch cái là bả thức nhưng mà không gài, mẹ anh sử dụng cái lá nè. Bây giờ mẹ anh ngủ ngon luôn Vậy à, vậy là á. người lớn tuổi cũng khó ngủ Đúng rồi, ai mà người lớn tuổi á, mà khó ngủ á, sử dụng cái lá này giùm mình, bảo đảm luôn, ngủ ngon, cực kỳ ngon. á. Rồi bây giờ cái này là chị sao anh chỉ sẵn cho anh chị em luôn À, ha. cái lá này thì mình đem về mình bỏ mấy cái mình để nguyên như nè, nhưng mà mình lấy kéo mình cắt bỏ mấy cái lá bị sâu nè. Đây. Đó, cắt bỏ mấy lá bị sâu, còn nguyên cái cây để nguyên cây nè. Mình cắt vừa vừa mình bỏ vô nồi thôi. Vậy Không à? không có lặt lá, lấy Đó, nguyên vậy cây hả? luôn. Đó. Đó, mình lấy nguyên cái cây luôn, mình chỉ là bỏ những cái lá nào bị sâu thôi, như là lá nào bị sâu nè. Đó mình cắt bỏ nè. Đó, cắt bỏ phần sâu. Hôm nay cây này có gai nha. Đúng rồi, cái cây này gai nhiều lắm luôn nha. Nè, em thấy cây này có gai nè. Mới để ý luôn á. À, nhớ nha đại đình, cái cây này là cái cây dông nem nha, lá là lá dông nem, chuyên trị mất ngủ cực kỳ hay. Ai mà người già mà khó ngủ á thì mình sử dụng cái cây này. Còn cái cách làm sử dụng sao á thì đại đình coi tới hết clip đi, mình sẽ chỉ cho đại đình luôn. Dạo À. này em khó ngủ quá, có gì em Ừ. chạy qua em kiếm anh thức nè. À, còn ai mà bị mất ngủ á, mà ví dụ mà trẻ trẻ hoặc là nhà mình mà có cái cây đinh lăng ở đại đình, lấy cây cây đinh lăng nấu nước uống cũng ngủ ngon cực kỳ luôn. Vậy ha. À, bữa hổm mình có chỉ đại đình một cái bài thuốc mà bằng cái cây đinh lăng á, ai xài người ta cũng thấy hiệu quả chứ. Ta điện ta xin quá trời luôn nhưng mà đâu có đâu. Nhưng mà cái cây đinh lăng á thì nó dễ kiếm hơn. Vậy Cái hả? cây đinh lăng thì sử dụng y gan cây này luôn. Đó, thì cây này là cây dông nem nha. Thì cái cây này hổm gài mẹ mình đang sử dụng. Thì mẹ mình thấy là ngủ ngon hoặc gì đó rồi mình mới chia sẻ đại đình luôn. Rồi Liên Ngô nè, sẵn qua hỏi xin là cái mình cho luôn, làm cho uống luôn. Cái này uống nha. Nói chung là hả họng ra là nuốt nguyên cái cây gai vô nè. Thì nó Ngủ luôn, ngủ ngon. ngủ ngon luôn, Ngủ ngủ giấc đó ngủ ngon lắm hiền thu luôn á. á. Đây nè, cái lá nó hay bị sâu á, mà cái cây lá nè, nó mình cắt bỏ mấy cái phần sâu đi. Mình lấy cái phần này. Mỗi lần mình sử dụng là khoảng chừng 100 gram lá gì đó. Nó khoảng một nắm vậy nè. Nè Đó, gai cái nè. này là mình chia làm hai lần sử dụng được nha. Cái khúc giả ở dưới mình bỏ. Cái này á thì người ta có thể là lấy cái đọt non nè. Đây, lấy cái đọt non nè. Đây lấy đọt non như nè, người ta chấm cá kho cái gì người ta ăn luôn. Ăn cũng À, ngủ luôn ăn được còn nha. ngủ cũng ngon luôn. Cái cây này ăn vô nó rất là mát trong mình, thanh lọc cơ thể, mát mình, dễ ngủ. Đó rồi, còn này đây mấy mấy lá này mình sử dụng lấy lá hết đi, bởi vì công nhận mà những cái tình trạng mà ai nói là khó ngủ dễ trị đâu, nhiều khi cũng khó trị lắm á, Trời ơi. thức cà vào nguyên đêm không ngủ đâu được đâu. Chớ mắt ngủ á, nói chung là nó khó chịu á. Thứ hai biết sao, cái này là gần cắt lúa nè, mà mưa quá trời mưa á, cái người ta lo cơm áo gạo tiền á, cái người ta mất ngủ. Chắc vậy quá Không à. biết là đang ngủ mà tự nhiên là nghề nhà nông mình mà, có nghĩa là ai mà đang mà gần cắt lúa đó thấy trời mưa cái là gầu chết luôn. Lấy mấy cây lại, người ta còn sử dụng là cái cây thân cây nè, người ta chặt ra người ta nấu nước ta uống luôn À, vẫn nữa. được Ừ, ha. vẫn được luôn đó. Còn mấy lá sâu sâu này bỏ đi. À, bây giờ em đi rửa cho sạch giùm anh. Cái bao nhiêu đây là mình sử dụng được hai lần nha, mỗi lần mình sử dụng là khoảng một nắm thôi. Đó, bây giờ em đi rửa sạch rồi, rồi em làm cho em uống. Rồi rồi. Ừ. Sau khi mình đó cái lá dông nem mình đó, mình rửa sạch cho thiệt sạch vậy nè. Nhớ nha, mình ngâm nước muối nha. À, là ngâm nước muối khoảng chừng 5-10 phút vậy rồi rửa sạch với nước. Tại vì trong cái lá dông nem này nhầm khi nó có sâu này nọ đó, đừng cho sâu nó bò ra hết trơn. Hoặc là những cái con trùng á, thường thường nó hay nó đậu trên lá nè. Ví Đúng dụ rồi. mình mà cũng rửa nước muối ra thì sử dụng uống á, thì nó nguy hiểm. Diệt khuẩn. À, mình diệt khuẩn trước cái. Thì bao nhiêu đây á, thì mình sử dụng được hai lần nha, một lần mình sử dụng được khoảng một nắm thôi. À, còn ai mà nhà mình có cái cây lá dông nè mà nhiều quá thì
thì mình có thể là hái cái đọt thôi, thổi sử dụng cái cây già cũng được. Chấm cá kho ngon á. Cái này chấm cá kho ăn cũng được. Đây, mình sử dụng là khoảng một nắm vậy nè. Đây mình gói lại mình bỏ vô vô son. Đó hết rồi. Đây. Cái lá này ăn sống bình thường nha. Đây. Đây cái đọt nè, cái đọt này là chấm cá kho ăn bình thường nha, để mình ăn coi nè. Em nghe hồi nãy ăn lĩnh nó thơm lắm. Nó thơm thơm, ăn vô có cảm giác nó hơi nhức nhức nhẹ nhẹ. Rất là ngon. Đó, ăn vô cũng được mà là nấu cũng được. Đây còn một lần nữa thì để mời mình nấu. Đúng rồi, nó thơm thơm. Với một một nắm vậy thì mình đổ vô một lít nước nha. Đó. Đổ một lít nước là thấy không, nó vừa ngập lá dâm luôn nè. Đó, xong cái mình đậy lại mình nấu. Đậy lại mình nấu. Thì mình chỉ ra đây là cái cách nấu nè. Thì mình nấu, mình canh nước mà nó sôi lên rồi. Rồi xong mình để lửa ghiêu ghiêu cho nó sôi lùi vậy đó. Là khoảng trong 15 tới 20 phút nữa. Là nó xong. Sôi rồi để khoảng 15-20 phút. Đúng rồi, nó sôi rồi lấy để là 15-20 phút nữa mới tắt lửa. Tắt lửa xong đem ra là để là còn ấm ấm ấm. Rồi đem ra sử dụng được. Vậy ha, đơn giản. Đây là cái này đây, để lát mình đem vô nấu. Đây là cái sản phẩm mình đã nấu rồi nè. Đây. Là nấu trước rồi ha. Đây mẹ anh đang sử dụng. Nước này đâu cũng rồi còn đang ấm ấm nè. Đây, đây là cái lá dòng là sau khi nấu rồi nè. Đó, nguyên nhánh luôn thấy không? Đó. Đây, anh nấu để nguyên nhánh luôn nè. Đây ở dưới cọng nè. Nguyên cây luôn. Đó, nguyên cây luôn. Đây. Đây là sản phẩm mình nấu rồi nha. Đó. Cái nước cho em coi thì mình sẽ cái nước này nó còn hơi ấm ấm nè, mình sử dụng mình gót nước mình uống thôi. Cái nước nó màu màu vậy nè. Còn xanh ha. Cái lúc mà em đang nóng trong người thật là thật luôn nha. Nhưng mà em sử dụng uống vô một cái là cái cảm giác là nó thông họng, nó mát lên người đây liền. Để thử coi. Nước này còn đang ấm ấm á, em muốn thử lại. Ngon không? Dễ uống. Cái nước này nó rất là dễ uống và thứ hai nó rất là ngon. Nó thơm thơm, có nghĩa là mới đầu vô thì nó uống thì nó lật lật. Nhưng mà uống xong một chút xíu thì mình ngậm miệng lại cảm giác là nó ngọt ngọt trong họng. Đúng rồi, nó có hơi ngọt. Nhưng mà mát người lắm nha, giải độc gan nè, hay lắm. Nhưng mà giúp ngủ ngon là cực kỳ hay. Đây, nước màu nước vậy nè, đây đình. Chỉ mất ngủ cực kỳ hay luôn đó nha. Mình làm thì mình uống cho đại đình coi luôn. Để mất công đại đình nói mình không dám uống. Đây là một cái bài thuốc mà chỉ mất ngủ của mình nha. Thì mình đang sử dụng và mẹ mình cũng đang sử dụng, vòng vòng sớm ai cũng sử dụng và đạt hiệu quả hết trơn đó. Thì đại đình nhà ai mà có bị người thân người nhà mình á mà bị mất ngủ á thì kiếm lá dâm nem mình nấu nước uống thử một bữa hai bữa thưa. Coi nó cái tình trạng mất ngủ nó hết rồi. Thường thường là uống vô là thí dụ một buổi sáng mình uống là buổi chiều là nó bớt rồi đó. Nó khỏe lại là tối là ngủ là ngon lại. Mà mát thiệt, em cảm nhận lại trong người uống hồi nãy vô rồi. Uống vô rồi cảm nhận trong người nó mát lắm, cái miệng nó ngọt ngọt ngọt, ngọt vậy đó. Có nghĩa là mình là thổi uống vô thoải mái dây thần kinh đó, tại nè, đầu cổ nó thoáng lại, dễ ngủ.